Mới đây nhất, Facebook HL vừa đăng tải đoạn video clip ghi lại cảnh nam tài xế mặc áo mưa dựng xe máy ngay tại một ngã tư thuộc quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Đính kèm video là dòng trạng thái: bác tài xế công nghệ ngủ tạm vài phút vì mỏi quá, mọi người lấy điện thoại quay lại mà không biết gì. Có thể thấy, mặc kệ đoàn người qua lại, nước mưa trút xuống không ngừng, bác vẫn ngủ rất say. Tuy video không quay được cận cảnh biểu cảm của người đàn ông lớn tuổi, song ai nấy chứng kiến đều cho rằng chắc hẳn bác tài đã quá mệt mỏi và không còn sức để chạy tiếp, chỉ còn cách cố chập mắt vài phút. Chỉ sau ít giờ đăng tải, bài đăng đã nhận được khá nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đông đảo sau khi theo dõi khoảnh khắc này đều bày tỏ sự thương cảm trước nỗi vất vả của bác tài xế, đồng thời càng thêm trân trọng công việc của họ. Rất đông dân mạng đã để lại bình luận ở dưới bức hình, hy vọng anh luôn dồi dào sức khỏe và vững tay lái trên mọi cung đường.